Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra. Hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh bạn cho mình hỏi chút, mình có tấm pin 450W bộ sạc 30A, 3 bình ắc quy, mỗi bình 100A 12V, tầm trưa nắng gắt sờ vào CB 32A nóng rang. CB này đấu từ bộ sạc đến bình, mình thay mấy cái CB đều vậy, dây 8 chấm. À, cái CB 32A thì chịu không nổi đó nè, anh mua cái CB 63A nha. Đó, như ở đây là tôi sử dụng hai cái CB này toàn là 63A. Thì 63A cái CB này DC thì trên Shopee tôi mua cái loại thường thôi, các cái tiếp điện bên trong nó bằng sắt thì tầm khoảng trên 70.000 một cái, có loại cao cấp hơn là những tiếp điện bên trong bằng đồng thì nó khoảng trăm mấy. Đó, nhưng mà anh mua cái loại thường cũng được rồi. Đó, loại 63A thì nó ok hơn. Còn 32A thật ra sạc pin hệ 12V, cái tấm pin 400W á, cái dòng chạy ngang liên tục nó trên dưới 25A nó chịu không nổi đâu nên nó nóng. Đó, nó bị cái khuyết điểm ngay chỗ này nên nó hạn chế cái dòng sạc đó, thì anh nên mua cái 63A ha, thay vào là ok, sẽ mát lạnh cái CB thôi. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nha, xin cảm ơn. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, bình ắc quy 24V 150Ah sạc đến 26V, xả còn 21V, có ổn không vậy anh, nhờ anh tư vấn dùm, cảm ơn anh. À, anh sạc pin hệ 24V thì anh sạc lên tầm 28V nha anh. Đó, 26V thì bình nó không có no đâu, 13V mỗi cái bình thật sự rất không có no ha. Đó, thì anh nâng cái áp sạc lên 28V, khi anh xả về đêm á, anh xả xuống còn 22V, ngắt là vừa nha. Đó, 21V á là mỗi cái pin nó xuống là tầm khoảng 10.5V, thật sự là xả nó hơi cạn điện thì nó không tốt đâu ha. Đó, thì anh phải nâng cái áp xả lên là 22V, còn cái áp sạc thì anh phải nâng lên 28V, thì sử dụng như vậy thì nó sẽ ok và nó ổn định hơn nhé. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, chào anh Thông, cho tôi hỏi, tôi có 10 con camera, mỗi con camera nguồn xài 12V 2A, xài 24/24 như vậy, phải mua tấm pin bao nhiêu watt vậy và bình ắc quy bao nhiêu Ah, cảm ơn anh. Rồi, anh có 10 con camera, mỗi một con có cái nguồn là 2A đúng không? Nguồn 2A 12V thì tính nó phải nó 24W, đó, vậy là 25W cho một con camera nha. Rồi bây giờ tôi sẽ tính đây, 10 con á, 10 con vậy là tổng 10 con á, 1 tiếng đồng hồ nó tiêu thụ khoảng 250W điện. Nếu mà 10 tiếng thì 2.500W, 20 tiếng là 5.000W, còn lại là 4 tiếng nữa bị 24 tiếng đồng hồ. Thì tính rồi 20 tiếng thì hết 5 ký điện rồi hả? Rồi còn 4 tiếng nữa, ký điện nữa, 6 ký điện. Ồ, dữ nhỉ? Có tính nhầm không? À, dựa trên cái thông số này tính ra nó tiêu thụ cái lượng điện năng 6 ký nhỉ, 24 tiếng đồng hồ cho 10 camera anh. Đó. Rồi bây giờ tính cho anh với cái con số này thôi ha. Đó. Nếu mà 6 kW điện, nếu mà pin năng lượng á, mặt trời á, thì khoảng 1.500W pin đổ lên ha. 1.500W pin đổ lên đến 2.000W pin. Đó. Thật ra đối với 6 kW điện á, nếu mà trời nắng đẹp quy một ngày á, thì khoảng 1.200W pin thì nó cũng tạo ra được 6 kW điện. Nhưng mà đầu tư pin năng lượng mặt trời á, nếu mà mình có được cái bộ điện 6 kW để sử dụng 24/24 á, thì tối thiểu nhất cái lượng pin của mình đầu tư phải là 1.500W. Đó, nó dao động là khoảng chừng 2.000W pin là phù hợp ha. Nó bù vào những ngày nắng yếu hoặc là nắng mưa xen kẽ thì cái lượng pin mình 2.000W thì nó cũng có thể là sản sinh ra 5-6 kW điện để phục vụ cái 10 camera của anh ha. Đó, rồi bây giờ tính cái hệ lưu trữ thì bây giờ camera sử dụng 24/24. Ban ngày thì sử dụng 8 tiếng từ cái nguồn điện do pin nó tạo ra, và còn lại 16 tiếng là do cái hệ lưu trữ nó xả lên. Từ 4 giờ chiều đến 8 giờ sáng ngày hôm sau là hệ lưu trữ nó phục vụ hết rồi. Nó phục vụ nhiều hơn là cái pin nó phục vụ nha. Rồi bây giờ là tính 6 ký, tính cái hệ lưu trữ là khoảng 4 ký ha, hệ lưu trữ 4 ký. Đó, thì ở đây mà đối với cái hệ này phải tính hệ 24V rồi ha anh. Đó, nhưng mà nếu mà camera anh nguồn 12V hả? Nguồn 12V là tính hệ 12V hả? Đó, tính hệ 12V. Thôi, tính hệ 12V luôn ha, cho nó ổn định nha. Đó, có thể là sử dụng hai con sạc rồi, hai ba con sạc, tại vì cái số lượng pin nó nhiều ha. Đó, tải thì không lớn nhưng mà tải liên tục với tổng công suất tải là 250W. Thì pin ắc quy 400Ah thì luôn 4 ký 8 điện.
48 điện. Rồi ok, 400 mAh AQ anh ạ. 400 mAh AQ và cái pin năng lượng mặt trời thì tôi thấy khoảng chừng 2000W pin. Đó là cái con số là nắng mưa xen kẽ nó phù hợp. Còn nói mà để cái chi tiết nó nói mà đưa ra cái con số để nó chính xác thì 1200W pin thì nó sẽ tạo ra 6 kW điện cho một ngày nắng đẹp, nhưng mà không ai đầu tư pin là 1200W cho 6 kW điện đâu, khoảng 1500W đến 2000W pin, đó là như vậy nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh đối với ắc quy bên hệ 12V 400 mAh. Còn cái pin năng lượng mặt trời 1500W đổ lên đến 2000W đổ lại thì nó sẽ phù hợp hơn. Thì tùy theo nơi anh, nếu mà nơi anh nắng tốt quanh năm thì anh cũng có thể là cân nhắc 1500W pin nó cũng đủ. Nếu nơi anh nắng nó yếu yếu thì anh phải cần cân nhắc đến 1.000, 7.000, 8.000, 9.000 đến 2.000W pin. Đó, thì nó sẽ ok hơn. Đó, chẳng may ngày nắng yếu yếu hoặc là nắng nửa ngày rồi mát nửa ngày thì nó cũng tạo ra cái lượng điện đủ để phục vụ 10 camera của anh 24/24 ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nha. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Chào anh, cho em hỏi là em có lắp một tấm pin 50W dùng sạc Sure 10A và bình ắc quy nước 12V 25Ah. Em lắp cả tuần rồi mà sạc không đầy. Hôm nay em ở nhà thì kiểm tra cái bộ sạc bị hư lên 0.1 với 0.2A thôi. Em bỏ qua bộ sạc câu trực tiếp với bình thì dòng lên 2A 22V. Như vậy có hư bình không? Biết là nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà anh có thấy thực tế hay giải thích nguyên nhân dẫn đến hư bình không? Cảm ơn anh. Nếu mà anh sạc trực tiếp từ cái tấm pin năng lượng mặt trời mà không qua điều khiển sạc xong trực tiếp vào cái bình mà để cái áp bình nó dâng lên đến 22V là cái bình nó hư rồi anh ạ. Cái nguyên nhân mà dẫn đến mà hư cái bình ở đây là áp quá cao thì cái bình sạc nó sôi. Đó, nó sôi sùng sùng sục như mình nấu cơm mà nó sôi như vậy thì dẫn đến là những cái bản cực bên trong nó mới rã, nó rụng xuống, nó thành bột rồi. Đó, nó rã, nó rụng những lá cực rồi thì xong rồi. Đó. Nếu mà anh muốn xong trực tiếp từ cái tấm pin vào cái bình không qua điều khiển sạc thì lúc nào anh phải để cái áp bình, cái bình của mình nó phải đối điện. Đó, nó mới hút cái công suất của tấm pin làm cái áp tấm pin nó tụt xuống. Còn nếu mà anh cứ xong trực tiếp mà anh không sử dụng điện bình thì cái bình nó cứ đầy điện thì cái áp nó đi từ từ nó theo. Cái áp của cái bình nó theo cái áp tấm pin nó lên đến là ngoài 20V luôn thì cái bình nó không còn cái gì nữa rồi. Đó, nó sôi sùng sục sục, nó nóng cái bình lên thì nó rã hết những cái bản cực lá cực bên trong, nó rụng rã hết rồi. Đó, như vậy là cái bình nó đã hư rồi. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh cái nguyên nhân mà dẫn đến là hư bình là do áp quá cao á. Áp quá cao thì nó sôi, bình nó nóng, bình nó sôi thì nó rã rụng những cái bản cực bên trong, coi như là cái bình đã hư, nó không còn lưu được điện. Đó là như vậy nha anh. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh hướng dẫn làm cầu dao đổi chiều mà không ngắt điện đi anh. Em có hai bộ bình 24V mà mỗi lần đảo thì mắc ngắt điện. Ý của anh hỏi là anh đang sử dụng hai cái bộ điện 24V, mỗi một bộ độc lập với nhau, nhưng mà mỗi lần anh sử dụng cái bộ điện bên đây nó hết rồi, anh muốn sử dụng cái bộ điện bên kia thì anh mắc rút cái chui điện bên đây, rút cái chui điện tượng kích bên đây anh mới ghim qua cái chui điện kích bên kia, đúng không? Đó, theo tôi nghĩ là cái ý của anh hỏi vậy đúng không? Thì ngày trước tôi cũng chưa sử dụng hai cái bộ điện độc lập với nhau, cái này cũng lâu rồi. Đó, trước kia tôi sử dụng cái bộ điện 12V và cái bộ điện 24V thì hai bộ điện nó hoàn toàn độc lập với nhau hết. Đó, thì mỗi một lần tôi muốn sử dụng cái hệ điện 12V, cái nó hết rồi mà bộ điện 24V nó còn điện, cái tôi mắc rút cái chui điện ra. Ví dụ mình đang sử dụng điện trong nhà, mình rút cái chui bên đây ra, mình rút cái chui cái con kích 12V qua với mình cắm qua cái chui con kích 24V. Đó, vậy là nó bị gián đoạn đúng không? Như vậy là tôi mua cái ATS. Tôi mua cái ATS, vậy là tôi chuyển nguồn điện giữa hai cái bộ điện, nó không bị mắc điện. Đó, thì cái ATS này nó chuyển điện bên 220V sau khi kích nó đã xây lên điện 220V lên rồi. Đó, thì mình cứ đấu hai cái con kích dây điện hai cái dây điện của hai cái con kích đi lên thì mình đấu vào cái con ATS này, thì cái con ATS này nó có ba ngõ tiếp điện, hai ngã là để tiếp hai cái con kích. Một cái thì con đang cái con kia và một cái đường ra tải thì mình chỉ bật qua bật lại để sử dụng giữa hai nguồn điện, mà khi sau khi mình chuyển qua chuyển lại thì nó không bị mất điện. Còn cái vấn đề hướng dẫn ở đây thì anh có thể là search cái từ tìm kiếm ở trên cái trang kênh YouTube thì có
các cái anh em á, người ta hướng dẫn á, đấu nối những cái con ATS này rất là rõ ràng và chi tiết cụ thể ha. Đó, còn đối với tôi á, thì tôi chỉ là nêu lên cái cách, theo tôi hiểu cái ý anh là hỏi vậy đúng không ha. Đó thì tôi nêu lên cái cách để anh tham khảo qua những cái thiết bị mà mình chuyển giữa hai cái bộ điện ha, hai bộ điện hoàn toàn độc lập với nhau mà chuyển qua chuyển lại giữa hai bộ điện mà không bị gián đoạn khi mà mình đang sử dụng đó. Thì rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ của anh tham khảo cái cách cài đặt và lắp đặt những con ATS này, thì anh có thể là tham khảo thêm rất là nhiều những anh em đã hướng dẫn rất là rõ ràng cụ thể đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Chào anh, em muốn hỏi là với hệ 24 và dùng con 3 trong 1 này thì em kéo máy lạnh 1HP công suất khoảng 900W liên tục, em thường dùng vào buổi trưa khi nắng tốt, công suất pin thì em đang có 4 tấm 450W và chạy hệ 12V, nhưng khi chạy máy lạnh thì nóng chảy dây điện, em đang dùng kích 12V 3000W dây 6 chấm, nếu được nhờ anh cho em xin thông tin các thiết bị và phụ kiện anh đang sử dụng lắp trong video ạ. Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe và xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh đang sử dụng pin hệ 12V mà anh dùng cái công suất liên tục khoảng 900W mà anh đi dây 6 chấm cho cái dây nguồn từ cái ắc quy đến cái con kích á, dây 6 chấm là chịu không nổi, nó nóng nó cháy dây rồi nè. Đó, nếu anh muốn dây nó không bị nóng chảy thì anh phải thay dây nó to ha, thì anh nên thay dây 16mm dây dù bốt hàng đó. Đó thì dây đã đảm bảo an toàn, nó chịu dòng trên 100A, nó dao động từ 100 đến 200A ha, mà không bị nóng chảy dây đó ha. Còn đối với dây 6 chấm là không bao giờ chịu nổi bên hệ 12V rồi. Thì cái thông tin comment của anh thì anh xem cái video tôi lắp ráp cái bộ điện 24V cho đứa em đó, thì anh muốn cái tham khảo cái hệ thống 24V tôi đang lắp cho đứa em và đang sử dụng đó. Nếu mà anh muốn chuyển sang hệ thống 24V mà anh muốn mua những cái con 3 trong 1, hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều con ở đây, thì anh có 4 tấm 450W không? Anh chạy hệ 12V, anh có 4 tấm 1800W pin thì anh cũng có thể là mua những cái con 3 trong 1 bên hệ 24V tích hợp sạc MPPT, thì anh có 4 cái tấm này anh nối tiếp, còn cái hệ thống bình ắc quy của anh thì anh không có nêu lên ha. Đó, thì không biết anh có bao nhiêu cái bình, thì ở đây á, nếu mà lên hệ thống 24V sử dụng thì ok hơn, mát mẻ hơn, cái hệ thống điện của mình nó tốt, nó bền bỉ hơn ha. Thì bình thì anh có thể rã ra mình đấu nối lên hệ 24V, ha, đấu nối lên hệ 24V. Đó, còn những cái thiết bị mà những cái con 3 trong 1 bên hệ 24V á, thì theo tôi á, anh đã có sẵn 4 cái tấm pin 405W rồi, thì anh cũng có thể là mua những cái con 3 trong 1, 2 cái 4 hoặc 3 ký đó ha. Bây giờ có rất là nhiều cái thương hiệu anh ạ, có rất là nhiều cái thương hiệu đó, thì không thể nào tôi chia sẻ từng cái thương hiệu cho anh. Nếu mà anh muốn mua thì anh cũng có thể là tham khảo trên các trang mạng hoặc là các cái trang kinh mà bán các cái sản phẩm pin năng lượng mặt trời đó. Nhưng mà tôi gửi lên cái ý của anh á, là anh đã có sẵn những cái thiết bị điện rồi, chẳng hạn như có 4 cái tấm pin cùng cái công suất là 400W rồi, thì anh nên mua những cái con 2.4 hoặc 3kg tích hợp 3 trong 1, tích hợp sạc MPPT áp cao về sử dụng thì nó sẽ ok hơn bên hệ thống 12V mà anh đang sử dụng thì nó không có ổn định và bền. Đối với những cái con 3 trong 1, 24V, 2.4 đổ lên thì nó kéo cùng một lúc, nếu mà máy lạnh một người nó kéo cùng một lúc 3 con luôn anh ạ. Đó, nó kéo cùng một lúc 3 con luôn ha. Đó, tại vì máy lạnh mà 1HP á, thì một ngựa nó tầm khoảng là 750W mà thôi ha. Nếu mà máy lạnh inverter nha, thật ra máy lạnh inverter cái dòng khởi động mềm á, nó rất là tiết kiệm điện năng. Cái công suất mà khởi động từ từ đi lên nó ăn cao nhất là tầm khoảng một ngựa mà thôi đó ha. Một ngựa thì tầm 900W đổ lại cho một cái máy lạnh nè. Còn đối với cái con mà 24V đứa em tôi đang sử dụng đó, thì như là tôi test đó, cái bộ điện đó chắc anh cũng có thể là xem qua rồi, chạy máy lạnh rồi nấu nước test trên 2000W đó là chuyện bình thường ha. Đó, mình sử dụng cũng có thể là nhất thời thôi nha, nhất thời là cận tải đó là 2.4, còn nếu mà mình sử dụng cho máy lạnh liên tục 24, không phải là cái máy lạnh nó ăn cái công suất liên tục là 900W giờ đâu. Ở đây tôi sử dụng cái máy lạnh là một ngựa rưỡi nhá, ngay lúc đầu khởi động lên thì nó ăn tầm khoảng 1100-1200W đổ lại, nó ăn trong có chút à. Đó, khi mà đạt đến độ lạnh rồi nó ăn có mấy chục watt giờ à. Nó ăn có mấy chục watt giờ, ăn từ chiều đến sáng luôn. Tôi để nhiệt độ là 26 độ C á. Đó thì tôi kiểm tra qua cái con này thì
cái máy lạnh đến khi mình đạt độ lạnh rồi nó ăn có mấy chục quá giờ, vài trăm quát cũng có, nhưng mà đến khi nó đã đạt đến đủ độ lạnh thì nó ăn có mấy chục quát giờ mà thôi. Còn cái lúc mà mình mới bật lên thì nó phải ăn đủ công sức nó là một ngựa hoặc là một ngựa rưỡi đó. Còn đã lạnh rồi thì nó sẽ ăn nhẹ te, nó rất là nhẹ. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, nếu mà anh muốn tiếp tục sử dụng cái hệ 12V anh đang có thì anh nên thay đổi đi cái cọng dây nguồn từ bên ắc quy đến cái con kích là dây 16 chấm là sẽ ok, và dây ngắn thôi tầm khoảng 50 5 tấc đó. Nếu mà anh thấy khó khăn quá thì bây giờ như thế này, anh lên trên Shopee anh sợ cứ tự tìm kiếm là dây nguồn người ta đã có bấm sẵn như hai đầu cord luôn, anh mua cái cặp dây về anh là lắp vào cái anh sử dụng à, khỏi mua ra khỏi ra tiệm mua dây mua đồ cót gì cái nó người ta bấm sẵn ta làm cặp vậy, hình như là cũng cả trăm trăm mấy cũng có ha. Đó mua dây to ha, đó nếu mà anh tìm không ra thì anh cũng có thể là để lại những thông tin comment tôi thì tôi sẽ tìm sẵn những cái cặp dây ok, tôi sẽ sao chép cái đường link tôi gửi cho anh mua. Nếu mà anh muốn sử dụng lại cái bộ điện 12V của anh đang có mà không bị nóng chảy dây thì thay đổi đi cái dây nguồn đó. Còn nếu mà anh muốn thay đổi đi hệ thống lên 24V thì anh có thể là tham khảo, tại vì các thiết bị anh đã có hết rồi thì bây giờ cái việc của anh là tham khảo những cái con 3 trong 1, 2 ký 4 hoặc là 3 ký đó. Bây giờ giá trên dưới 5 triệu, trên dưới 5 triệu tùy theo 2 ký 4 và 5 ký thì nó trên 5 triệu hoặc dưới 5 triệu, chắc trên 5 triệu ạ. Đó trên 5 triệu đó, tích hợp sạc MBUT điều khiển 2-3 ngàn watt pin luôn. Ok, đối với anh có bo sẵn 4 cái tấm pin 400W rồi, đấu nối tiếp lên là sử dụng là ok ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nha. Xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh em. Chào anh ạ. À, dạ anh cho em hỏi, em dùng hệ 24V với con kích sinh chuẩn tranh ghi 5.000W, công suất chắc khoảng 2.000W, nhà em có dàn âm thanh để đi cho thuê công suất khoảng hơn 1.500W mà lâu nay em vẫn không dám dùng điện qua kích để sử dụng cho dàn âm thanh vì sợ điện từ kích ảnh hưởng không tốt đến các thiết bị âm thanh như loa, đẩy gian lên, đẩy gian, nên em chỉ dùng điện lưới thôi. Vậy anh cho em hỏi điện từ kích ra có giống như điện lưới không anh? À, giờ em có thể dùng điện từ kích để sử dụng cho dàn âm thanh này không anh? Nếu được thì sử dụng lâu dài có làm hỏng hóc các thiết bị âm thanh không ạ? À, vì chúng rất đắt tiền. Em xin chân thành cảm ơn anh, mong anh giải đáp giúp em. Rồi như thế này anh ạ, à, theo cái thông tin của anh thì cái con kích sinh chuẩn tranh ghi 5.000W ha. Đó thì theo tôi thấy thì đây là chắc là kích sinh chuẩn là rẻ tiền đúng không? Có thể là cái sóng sinh nó không được tinh khiết cho lắm thì có thể nha. Có thể là nó ảnh hưởng đến các cái thiết bị âm thanh của anh, tại vì các thiết bị âm thanh thì nó rất là nhạy cảm đối với cái sóng sinh. Nếu mà cái con kích mà phát ra cái sóng sinh nó hơi méo mó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh, nó phát ra tiếng ù ù. Đó, nó không có phát rõ những cái tiếng bass, tiếng tép, âm vang gì, tiếng trầm thì nó không tốt. Nói chung á thì nó sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị âm thanh của anh, và âm thanh của anh ha. Nếu anh muốn sử dụng cái kích điện mà để phục vụ âm thanh anh á cho nó bền và nó an toàn thì anh nên tham khảo những cái dòng kích xin bao sinh chuẩn á. Nếu mà cái con kích xin bao á có công suất 5.000W mà sinh chuẩn á, nó có giá là không dưới 5 triệu nha anh. Đó nó ha, không dưới 5 triệu đó, thì anh nên tham khảo những cái dòng kích sinh chuẩn tinh khiết, chẳng hạn như là cái sinh bao hoặc là loại đắt tiền hơn nữa ha. Đó thì nó mới đảm bảo đủ cái sóng sinh nó phát ra nó giống như là cái từng số nó cũng là 50 Hz đến 60 Hz đó, cái từng số và sóng sinh nó giống giống như cái điện lưới vậy á, thì mình sử dụng nó mới an toàn. Chứ còn cái dòng kích mà nói chung kích giá rẻ đó thì cái kích của anh thì tôi không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà nếu mà cái kích mà 5.000W đó, nếu mà thật ra cái kích mà 5.000W 24V 5.000W nó dưới 3 triệu á là cái kích dạng như là nó cũng thường thôi, cái sóng sinh nó không được là tinh khiết đó, thì có thể là ảnh hưởng đến dạng âm thanh nha. Còn nói mà đến những mà nó cho nó tốt dạng âm thanh của anh á thì anh phải mua cái con kích cái dạng như hiện tại bây giờ tôi biết được cái con kích mà sóng sinh tinh khiết á thì hình như là thương hiệu Xin Bao á, hàng của Trung Quốc luôn. Đó thì nó rất là đắt đỏ, nó rất là đắt đỏ, thì anh cũng có thể là tham khảo qua những con cái thương hiệu Xin Bao ha, thì sẽ ok ha, sử dụng nó như là điện lưới thôi đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo ha, thì anh cũng có thể là tham khảo những cái con kích đắt tiền thì sẽ ok ha. Còn đối với con kích của anh nêu ra thì theo cá nhân tôi nghĩ thì
sử dụng cho giảm thanh nó có thể là ảnh hưởng ra nè, nó ảnh hưởng ha. Đó, mình muốn bảo toàn thì phải dùng đến cái thiết bị nó phải xịn sò hơn. Rồi cái sóng sinh nó phải tinh khiết. Rồi, như vậy nha, rồi xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi em có hai tấm pin 150W và hai sạc một BVGM và một một MPPT và một BVGM và con đồng hồ đo watt, giờ em muốn đấu song song hai tấm pin và hai sạc chạy qua một đồng hồ rồi vào ắc quy có được không anh, tại em muốn biết hiệu suất của hai tấm pin đó mà chỉ có một đồng hồ, mong anh trả lời. Dạ được anh ạ, à, được nha. Đó, anh có thể là đấu hai cái đầu dây ra của hai cái con sạc anh đấu chung vào một cái đồng hồ đo công suất 4 thông số thì anh có thể là kiểm tra được nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh yên tâm đấu nối để kiểm tra theo sức pin của mình nha. Còn bây giờ thì tôi sẽ tạm dừng video này tại đây. Xin chân thành cảm ơn em rất nhiều để dành thời gian ra xem video Kinh Đam Mê Năng Lượng. Nếu anh em thấy hữu ích thì đừng quên cho cái like. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Kinh Đam Mê Năng Lượng nhé. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn lại anh em trong video kế tiếp nha.